dòng sản phẩm Genesis đang ngày càng phát triển và công ty vừa giới thiệu thành viên mới nhất là Genesis GV 72 2022 Đây là mẫu SUV thứ hai của Genesis, đóng vai trò là đàn em của GV 80. Theo tin tức hãng chưa cung cấp thông số kỹ thuật cụ thể nhưng đã tung ra loạt ảnh nhá hàng trước, thu hút sự chú ý của công chúng và gây cơn sốt trước khi xe chính thức ra mắt. Đây không phải là lần đầu tiên thương hiệu cao cấp của Hàn Quốc thực hiện điều tương tự. Genesis trước đây cũng vén màn G80 sedan mới theo phong cách như vậy. Qua đó người hâm mộ có thể thấy mẫu xe hơi mới Genesis gv 72 2022 sở hữu ngoại hình mang hơi hướng thừa hưởng từ mẫu sedan G70 mới được nâng cấp gần đây. Xe sở hữu bộ đèn pha và đèn hậu hai mảnh cùng với lưới tản nhiệt hình khiên phổ biến hiện nay. Ngoài ra, mẫu xe hơi mới GV70 trông đẹp hơn GV80 một chút, đặc biệt là do có hình dạng trụ C ấn tượng và ống xả thẳng đứng cực kỳ bắt mắt so với GV80, có thể thấy thiết kế phần đuôi của GV72 2022 được bo tròn hơn, đàn anh và phần máy cũng được làm vát xuống nhiều hơn. Có hai phiên bản Genesis GV70 được giới thiệu lần này, trong đó biến thể sport màu đỏ nổi bật, với các chi tiết sơn đen và ống xả hình bầu dục. Phiên bản sport dùng mâm 5 chấu đơn trong khi bản tiêu chuẩn dùng mâm 5 chấu kép, Genesis không công bố thông số cụ thể. Ngoài biến thể cơ sở, Genesis cũng đã vén màn bản thể thao GV70 Sport với các chi tiết trang trí đen và bộ ống xả hình bầu dục cực ngầu, độc đáo. Ở bên trong xe sở hữu màn hình cảm ứng 14,5 in trên bảng điều khiển giống như trong GV80 và cụm đồng hồ kỹ thuật số 12,3 in. Phong cách thiết kế hình bầu dục xuất hiện khá nhiều bên trong nội thất của GV70 như tại thành cửa, màng loa kết hợp chốt mở cửa hay cụm điều chỉnh điều hòa khí hậu. Vô lăng là loại ba chấu tròn vo bọc da, tích hợp nhiều phím chức năng hỗ trợ người lái, trong đó có lẫy chuyển số thể thao phía sau. Cụm điều khiển có sự xuất hiện của hai núm xoay thiết kế khá tinh tế, và những nút bấm xung quanh. Có thể dễ dàng nhận ra, phiên bản thể thao được trang trí chất liệu màu đen có thể là carbon trong khi bản tiêu chuẩn dùng kim loại với các hoa văn bắt mắt. Phiên bản tiêu chuẩn cũng sở hữu vô lăng thiết kế lạ mắt, và sở hữu hệ thống đèn viền nội thất sang trọng. Về hệ thống chuyển động Genesis GV72 2022 dựa trên GV80, nên bao gồm động cơ 2,5 lít 4 xi-lanh tiêu chuẩn và 3,5 lít 6 xi-lanh tùy chọn có khả năng mạnh tới 375 mã lực. GV70 được cho là mẫu xe quan trọng nhất của Genesis cho đến nay. Xe dự kiến sẽ thành công trong thị trường crossover hạng sang cỡ nhỏ đang rất hát hiện nay. Xe cộ.